Sao nữa? Một giọt nước vui hai má chè. Chèo sao? Mình đi nghèo. Mắt càng biển đông. Hết rồi, quay gì nữa? Cái gì nãy gì sao ha? Hai cái cán nó hứt ra ha, lo mà chạy theo lụm diều. Cháu bán. Biết nay nhận ra đồng làm gì không? Mà biết, mà cưng cứ biết mà mùa này là mùa gì không? Mùa hè. Này có đi học không? Có. Tính ra này còn đang mặc cái áo đi học luôn á, nghĩ sao mùa hè? Trời ơi, nó giảm thôi chứ mà bắt chuột, chính xác luôn, 100% nè. Lúa cắt rồi, cái này bắt chuột cũng có nhưng mà chuột mùa này nó không có ú. 4-5 tháng nữa vô là mùa chuột. Sai rồi. Mùa gì ta? Anh nói luôn đi. Anh nói ăn ly thì anh hỏi Cưng làm gì? Thôi, hết ăn đi, hết biết rồi. Mùa này là mùa này, mùa gì không? Mùa gì? Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biến rộng bao la, cây xanh tươi hoa lá trồ bông. Xuân tao quá. Hát vừa xong mà. Xong gì đâu? Xuân gì? Nghĩ sao giờ này, mùa xuân tao qua lâu rồi giờ còn hát nữa. Xuân hả? Rồi. Xuân đã đến bên em, giáng sinh tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, thì người hãy cùng em vui xuân. Ai? Má nữa, má tao bò rồi, ngoài đồng chảy chân kìa. Đừng có giỡn nữa, quay lại chủ đề chính đi. Bữa nay anh dẫn em với mấy bạn ra đây làm gì vậy? Quay lại chủ đề chính đúng không? Đúng rồi. Thôi các bạn ơi, anh em mình giờ mình không giỡn nha các bạn. Bữa nay mình dẫn Thao Nguyên với các bạn ra đây để thả diều nha các bạn. Diều rồi với quê mình là hiện giờ ta đang thả diều rất là nhiều nha các bạn. Đây, để quay cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn, nó đang thả rất là nhiều các bạn. Đây, mình chụp cho các bạn coi nha. Nó mấy học sinh gì đi học gì thả diều rất là nhiều các bạn. Nó mày nói là đường lộ các bạn. Anh em mình vô sâu trong này nè để cho nó yên tĩnh chút xíu, mà nó sợ nó hơi ồn quá. Anh em mình vô đây quay cho nó yên tĩnh. Đây là diều của mình nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình tháo rồi ra mình lắp ráp nha các bạn. Biết lắp ráp không? Biết chứ trời. Biết thả không? Biết luôn. À, bữa nay thả không lên là tới công chuyện nghe. Tất nhiên là phải được rồi. Mình cột diều cho Thảo Nguyên nha các bạn. Thảo Nguyên biết thả diều mà không biết cột các bạn. Khó tay luôn. Giờ tới mình lắp ráp diều của mình nha các bạn. Đây, diều mình là diều cũng quăng lưới nha các bạn. Đây, chạy bắt lửa luôn. Yeah. Nghĩa là mình cột dây vô diều nha các bạn. Thảo Nguyên đang chạy cắm đầu nha các bạn. Mà diều chưa lên. Đây, zoom gần cho các bạn coi nè. Các bạn ơi, thất bại rồi, giờ làm lại nha các bạn. Ui, chạy nè. Giật lên, đi chạy giật lên, ừ xả ra nhanh nói với nó, ừ chạy, đi chạy xả giật lên, lên đó, ừ rồi lên, chạy, xả dây ra, ơ cắm đầu, sau một thời gian chạy con diều nó cắm đầu nữa nha mấy bạn. Thảo Nguyên nãy giờ thất bại mấy lần nha các bạn, giờ tụi mình hỗ trợ Thảo Nguyên cho diều Thảo Nguyên lên nha các bạn. Diều cá mập này nó bị gãy kỳ các bạn, vô lên các bạn. Chạy thôi.
anh nào đằng kia kìa mọi người. Đóng nguyên lên rồi nha mấy bạn. Ui. Ông Nguyên đang đi trước nha các bạn. Đây, em vừa cái mạch đó lên nha các bạn. Nó thấy không? À, gió giật giật luôn các bạn. Giờ tới chiều cũng quăng lửa mình lên nha các bạn. Cá mập của ông Nguyên lên rồi. Tụng hoàng đất luôn rồi. Tụng hoàng chú nhỏ hơn bạn. Tụng gì rồi. Chờ năm lại nha các bạn. Tụng hoàng mình sẽ nó kỳ các bạn. Tụng hoàng gì cấp đầu quá anh Hậu. Nó không bay lên mỗi mổ đất không các bạn. Cần em chỉ giúp không? Lên. À lên đi ông rồi. Nè ông rồi nó lên nè. Còn gì có một mình thằng đó kìa. Chiến đại chiến cá mập nữa bạn. Người ta ta bay lên còn cá mập gì đâu dưới đất. Ủa đâu cũng quen thấy không hữu hoàng gì đâu hữu cá mập bự luôn. Ờ kìa xíu tới nè người ta bay có hai lần ta lên rồi còn cá mập gì đâu mà bay ủa trời không lên ai mình ghê thẳng mình đại chiến với cá mập nha bạn. Tuần qua là mẫu banh cá mập luôn. Trời ơi. Đúng không? Bạn bị kinh rồi. Ai dạ. Wow. Mát nghe các bạn, giờ dìu mình lên nè. Bao phê luôn. Nào. Gì? Nghe cái chuyện này không? Chuyện nữa mà kể chị thấy báo cái điềm không tốt tới không? Không, chuyện này chuyện thiệt luôn. Chuyện gì? Có thiệt luôn. Thiệt không? Thiệt. Không thiệt ký đầu nha. Ok luôn. Giống con chó. What? Giống con chó. Ok. Rồi sao kể đi. Nè. Thả diều vậy phải không? Cái hồi đó đó em đi thả diều nè. Em gặp mấy con bò. Em gượt theo mấy con bò đúng không? Đúng. Cái em lấy cái cây. Em quýnh cho đít nó. Cái em mới suy được một bài hát vậy nè. Đúng. Đi chân bò à, cầm cây coi thật to. Bò không đi ta lấy cây coi ta chọc đít bò. Bò đứng dậy đi luôn. Bài hát cái tàu lao rồi. Thôi ta đúng hoàng luôn đó. Hàng diều mình nè. Con này là con cá mập của Thảo Nguyên nè các bạn. Nó đi được phun bằng lửa mình nè các bạn. Nó cá mập em hả? Cá mập em đâu rồi? Đâu rồi? Đây, cá mập của Thảo Nguyên nè các bạn. Nó phun bằng lửa đây. Nó diều của người ta thả ngoài đó nha các bạn. Nó bạn thấy không? Quá tàn người ta luôn. Ngóc chân nha các bạn. Mình zoom gần cho các bạn coi nè. Là hoàng hôn này các bạn. Hoàng hôn Nguyên. Anh cũng giống như hoàng hôn gì đó. Phải chiều mới có được. Thấy đẹp mấy bạn. Cả một cánh đồng ruộng mênh mông luôn. Đồng ruộng mênh mông. Sao nữa? Một giống trong nước tôi hai má chè. Chè mình, sao? Mình đi nghèo. Má càng biển đông. Hết rồi, quay gì nữa. Chạy nãy gì sao rồi ha. Hai cái cán nó hứt ra ha, lo mà chạy theo lụm diều. Đâu nha bạn, nồng lỗ mình nồng. Quê mình. Video này mà đạt 10.000 view một cái ha. Là video cho anh em mình sẽ thả đồng trong đó đó các bạn. Sẽ tiếp tục làm video thả diều cho các bạn coi nha. Bạn ủng hộ, like, comment, đăng ký kênh. Ủng hộ nè nha các bạn. Mình nói có cộng đồng lớn hơn cái đồng này nha các bạn. À, để anh thả ra thử cho nó bay không ha. Ê! 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 Ê!
Diều cưng là diều gì? Trời ơi, có màu biến sâu xuyên đầu. Có màu biến sâu xuyên đầu. Rau gì? Là cá mập đó. Thì cá mập biến sâu xuyên nhân rau. Người ta xuyên nhân rau là rau cá mập nó biết không? Là sao? Cá mập biến sâu rau xanh. Còn nhiều anh là nhiều gì anh Hậu? Nhiều anh hả? Nhiều anh nào? Hủng hoàng lửa. Nãy giờ nói hoài mà. Hủ ghê. Khai ra lửa. Dòng hả? Thấy gì không? Hào Nam, Hào Nam. Hào Lâu, Tào Lâu. Cắm gì ở đây làm chi vậy? Ấy giờ ngồi đây đứt chết luôn rồi. Giờ đi ra đây nè. Cho nó đi chơi. Đi chơi, thả diều, diều chơi gì nó bay chảnh mà. Thôi tính gì đó vậy? Nó bỏ đặt đi chơi cho mày đi chơi nha mày. Gãy rồi anh em mình thu dây nha các bạn. Cái cây của mình nó bị gãy vậy, nó vô lục cơ lục cơ lục cơ lục cơ. Hồi nãy đứng cái đáy quần không á. Bây giờ gãy cái cây. Quay nhanh đi. Cái nào quay chậm nhỏ đi bộ về đó. Ừ, cung lắm. Anh quay xong anh về trước đó. A few moments later. Mấy bạn ơi, anh em mình nãy giờ mới quấn diều xong nha các bạn. Giờ này cũng trễ lắm mấy bạn, đã về hết trơn rồi, thấy không? Không còn ai chứ, ngoài đồng còn có hai anh em mình nè. Thôi, video anh em mình ở đây cũng khá dài đó. Anh em mình xin phép kết thúc clip đây nha các bạn. Thì chúc cho tất cả các bạn xem video này thật vui vẻ và hạnh phúc nha, và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Chúc tất cả các bạn một buổi tối thật vui vẻ ha. Thì các bạn cảm thấy video anh em mình có hay thì nhớ để lại một like, một đăng ký, nhấn nhập cái chuông ủng hộ anh em mình để anh em mình sao? Có nhiều đúng lắm. Để lại nhiều video cho mọi người xem. Thôi, anh em mình xin phép chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video sau ha. Bye bye các bạn. Còn đen nữa trời.